Chào mừng các bạn đến với khóa học từ cơ bản đến nâng cao về VNC. Thì bài hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là làm sao để mà thay đổi thuộc tính hay là gọi các cái đối tượng trong cái thư viện của VNC. Ok, mình open VNC sẵn rồi. Thì để mà thao tác với các đối tượng trong VNC ấy, thì đầu tiên các bạn vào view này, vào Tubo này, và đây các bạn library tức là thư viện của VNC đấy. Và khi các bạn chọn library rồi thì ở đây có mục là display, thì các bạn kích vào, tức là mình đi từ đầu đến cuối luôn nha, mục display này, và các bạn kích vào cái kính này và kích vào ở đây đấy. Thì khi vào display thì bao gồm là display 8 bit này, display IO field này, display digital output. Và ngoài ra thì còn có là meter, tức là các cái đồng hồ đo này, các trạng thái của đồng hồ đo này. Ok. Và ngoài ra thì còn có scaling này, tức là các cái khắc chia độ đấy. Ngoài ra còn có text view bao gồm Siemens này, tức là các cái logo của Siemens này, rồi là text vân vân. Đấy. Các cái cảnh báo, rồi các cái password, hay là các cái thuộc tính như thế nào. Cái này thì chỉ có chức năng là property này, khi mà các bạn thay đổi thuộc tính thì các bạn có thể chọn property này, vân vân. Và trong cái mục bài cơ bản này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn này. Mình delete đã nhé. Giới thiệu cho các bạn là một cái động cơ đi. Đúng không? Bật tắt cái động cơ và thay đổi màu cho động cơ. Ok, thì các bạn kích vào, ngoài ra thì còn có Windows này. Khi mà tìm đến các cái symbol, tức là cái động cơ này, van này, cảm biến này, các thùng chứa này, vân vân, thì các bạn chọn vào Siemens HMI Symbol Library. Đấy, rất chỉ là nhiều. Đấy, các bạn kích vào một cái. Khi mà chọn cái động cơ thì các bạn chọn Motor, tìm đến cái chữ M. Đấy, Motor ở đây, đúng rồi, đúng nhầm. Kích đúp vào. Thì đây, các bạn có một loạt thư viện rất chỉ là nhiều các cái động cơ. Thì mình lấy ra một cái động cơ nhé. Ok, kéo ra. Rồi. Thì ở đây tức là một cái động cơ, một cái thuộc tính của động cơ. Các bạn có thể thay đổi kích thước bằng cách kéo ra, kéo vào thế này. Đúng không? Thì các bạn chọn chuột phải này, chọn property này. Nếu mà các bạn muốn đổi màu cho động cơ ấy, thì các bạn chọn vào Control Property, và đây là Forest Color, tức là muốn đổi màu cho động cơ khi chuyển trạng thái làm việc của nó thì là thay đổi ở đây. Nhưng mà trước hết thì các bạn cần thao tác các cái bước cơ bản bằng cách là kích đúp vào, kích đúp chuột vào cái động cơ nhé. Rồi khi mà kích đúp vào thì nó hiện ra một cái pop đấy. Các bạn có thể thay đổi cái icon của động cơ và chọn cái icon khác cũng được. Ok, và các bạn chọn vào Styler này. Và ở mục Styler thì các bạn phải chọn cho mình là Shader. Shader tức là sao? Tức là khi các bạn muốn đổi màu cho động cơ, khi mà bit chuyển trạng thái từ 0 lên 1 thì các bạn phải chọn Shader. Nếu mà các bạn chọn Organizer, Organizer tức là động cơ sẽ không đổi màu nếu các bạn gắn bit vào, thì các bạn chọn mình Shader nhé. Ok, ngoài ra thì còn có background flow, thì cái này cứ để mặc định nhé. Thứ hai là adjust. Adjust tức là có thể thay đổi kích thước theo cái ý thích của mình. Nếu mà các bạn không kích vào adjust này thì là kích thước mặc định của nó ban đầu. Thì ở đây mình chọn adjust nhé. Và ngoài ra thì còn có show mouse pointer, cái này không cần, đúng không? Và ngoài ra thì còn có flip, tức là chuyển đổi cái chiều của động cơ vertical này. Đấy, up lên. Đấy, thấy các bạn, vertical là nó quay lại rồi. Nếu mà no thì nó quay kiểu này. Đấy, cái chức năng này rất quan trọng. Khi mà các bạn sử dụng cái cảm biến quay ngược, quay xuôi hay là đường ống vân vân. Ngoài ra thì còn có horizontal thì nó chuyển ngược lại thôi, đúng không? Nếu sử dụng cảm biến ấy. Đấy, và các bạn có thể quay cái hình. Đấy, quay cái hình cái động cơ này bằng cách là rotation. Thì tại sao mình lại sử dụng chức năng này?
Eclipse và Rotation. Thì mình sẽ giới thiệu cho bạn như thế này. Mình double echo với thằng này và mình sử dụng một cái cảm biến, kích đúp vào nhé, và chọn đến Sensor. Thì tất cả các cái cảm biến, cái chiều của cảm biến là luôn luôn hướng đi xuống, đúng không nhỉ? Nhưng mà các bạn không muốn là cái cảm biến này hướng đi xuống, mà các bạn muốn nó là quay đi, quay đi một góc là bao nhiêu độ đấy, tí có thể 90 độ đấy, quay cảm biến này. Ok, quay 90 độ. Đây các bạn thấy không? Hoặc là dùng flip chứ. Vertical, à, horizontal chẳng hạn. Đấy, nó quay lại. Nếu mà nâu thì nó quay xuôi. Đấy, thấy chưa? Thì đây là chức năng của cái graphics. Thì mình giới thiệu cho bạn như thế này. Tức là bao gồm hai nút ấn, một nút ấn on và một nút ấn off. Ok, con đầu offset, chọn button, bật tắt động cơ. Đây là on này. Và đây là off. Ok, đây chính là graphic. Khi bấm on thì cái động cơ này màu xanh, và khi off thì động cơ màu nâu nhé. Thì các bạn, trước hết là các bạn cần phải đổi cái màu mặc định cho nó. Kích vào đây và chọn cái màu nâu đi, màu mặc định màu nâu, tức là màu không ở trạng thái không chạy đấy, off đấy. Rồi, và các bạn quay trở lại cái mục tác, quay trở lại mục tác nhé, trở về đây và chọn tác management open link. Đầu tiên mình làm việc với tác nội đã nhé. Mình new group là on off. Thì đây là mình là động cơ. Động cơ nhé. Đây các bạn chọn là bu này. Binary tag tức là 01 đấy. Rồi trở lại với nút ấn thì các bạn chuột phải bọn events mode, chọn grab on mode và tag là động cơ. Đúng không? Các bạn copy cái này. Ok, tương tự cho nút off. Ở đây là không, off là không mà đúng không? Tag cũng là động cơ. Ok, các bạn lưu lại và chạy nhé. Đây chính là các cái làm sao để mà thay đổi trạng thái của graphic. Graphic tức là các cái biểu tượng, các cái icon của một cái thiết bị nào đó, như là động cơ, cảm biến, rồi van, rồi đường ống, on này. À, mình chưa cài thuộc tính đổi màu cho động cơ. Và trở lại với động cơ thì các bạn chọn property này, chuột phải nhé, mình tắt đã, chuột phải này, chọn property này, và một control property và một forest color thì các bạn chuột phải vào cái đèn này và chọn dynamic dialog. Thì đây, chọn tag là động cơ. Ok, và boolean. Và khi mà cái động cơ on thì mình đổi thành màu xanh nhé, và off fall tức là off thì là màu nâu. Và ở đây các bạn chọn là open sand hoặc là 250, mình thích chọn 250, mình thích thì mình làm thôi, đúng không? Đấy, off này, tắt này, on này, đấy, off, on. Thì làm sao mà đổi màu. Còn nếu mà các bạn ban đầu mà không cài đặt cái thuộc tính Styler mà để mặc định là Organizer thì nó không bao giờ đổi màu cho các bạn đâu. Thử nhé. Đấy, on off, nó không đổi màu đâu, đúng không? Nhưng mà các bạn phải kích đúp vào và chọn Styler là Shader. Shader thì nó mới đổi màu cho các bạn được. Thì đây chính là thuộc tính Graphics. On off cho động cơ, hay là các cái thiết bị khác cũng có thể là thay đổi được, như là pump chẳng hạn, mình trở về pump nhé, tức là cái bơm ấy. Đấy, thì chọn một cái bơm đại, một cái bơm nào đó nhé. Đấy, thì nó cũng đổi màu thôi, miễn là graphic thôi, đúng không? Đấy, thì đây chính là chức năng graphic trong GDC. Ngoài ra thì mình còn hướng dẫn các bạn làm sao mà để mà chèn cái hình ảnh vào Unity.
chèn cái hình ảnh vào Winisi thì các bạn chỉ cần kéo cái hình ảnh mà các bạn muốn đưa vào Winisi là được. Vâng, ở đây mình sẽ sử dụng cái logo Ngọc Automation hoặc là AT Central đi nhé. Ok, để mà đưa cái hình ảnh vào graphic của Winisi thì các bạn vào mục là Smart Object nha. Smart Object, đúng không? Và ở mục Graphics Object thì các bạn kéo ra. Đó, và kéo ra một cái hình. Cho là hình vuông luôn nhé. Ok. Thì ở đây là có mục này, File này, tức là tìm hình ảnh. Thì đây ở trong mục Graphics thì mình có cái hình nền Ngọc Automation rồi. Còn các bạn thì tùy vào các bạn để cái ảnh ở đâu để mà tìm đến cái folder đấy, đúng không? Và mình ở đây có một cái ảnh sẵn là Ngọc Automation logo rồi. Đấy, và các bạn kích OK. Thì đây chính là cái logo Ngọc Automation hoặc là cái hình ảnh. Mà các bạn thấy ở đây là đang có hình nền, đúng không? Thì nếu mà hình ảnh dạng PNG không có hình nền thì các bạn kích chuột phải này, chọn Effect, chọn No. Đấy, chọn No. Thì đấy chính là cái hình mà không có nền. Mình thử đổi cái hình của cái nền nhé. Đổi thành màu này đi. Đấy, thì đây chính là logo Ngọc Automation hoặc là một cái hình ảnh nào đó mà các bạn muốn đưa vào Winisi. Vâng, nội dung bài hôm nay là như vậy, tương đối là đơn giản nhưng mà các bạn phải biết để mà bắt đầu học từ cái graphics cho đến chèn hình ảnh. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video hướng dẫn của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái bài training tiếp theo. Chào các bạn.